Bây giờ là sẽ so sánh giữa cái cuộc sống của chú Thái, Maurice Thái ở Pháp, 63 tuổi. Và em tên gì? Linh. Linh, dạ. Linh, 27 tuổi. Thì các anh chị thấy khi chúng ta lớn tuổi á, thì cái thân lưng nè, các anh chị sẽ thấy cái thân lưng của chú Thái ở trên phim, thì để tôi quay nghiêng chút xíu. Cái thân lưng của chú Thái, cái cột sống của chú Thái thì lồi ra ở giữa, và hai cái thân lưng hai bên thì nó lại hóp lại. Do khi mà các anh chị lớn tuổi rồi thì bắt đầu là vì cơ thịt nó nhão, nó không còn giữ được cái cột sống của chúng ta thẳng nữa. Do đó các anh chị thấy càng lớn tuổi khi các anh chị ngồi á, cái cột sống nó sẽ bị lồi ra, đặc biệt là ở L4, L5 ha. Thậm chí nếu anh chị ngồi nhiều còn bị dính thêm cái S1 ở dưới nữa. Còn trong khi đó, ở cái lứa tuổi mà đang từ mười mấy đến hai mấy á, thì các anh chị thấy là cái cơ thịt rất là chắc không? Cho nên nó giữ được cái cột sống thẳng. Thì các anh chị thấy á, là nếu mà ngồi thẳng lên chút thì các anh chị thấy ở giữa cái cột sống của cái người trẻ sẽ hõm vào trong, và hai cái thịt ở ngoài thì dày lên. Còn trong khi đó, đối với cái người lớn tuổi thì cái cột sống ở giữa nó lại nổi lên, còn hai cái thịt ở hai bên này nó lại hõm, nó hõm xuống, nó không có giữ được ha. Và các anh chị á, thấy mà sờ ở ngay cái nhị môn á, là các anh chị sẽ thấy cái gân cơ của cái người trẻ và người lớn tuổi sẽ khác nhau ha. Đặc biệt ở cái nhị môn một này nè, các anh chị dây qua dây lại, các anh chị sẽ thấy cái gân cơ của người trẻ rất là chắc, trong khi gân cơ người lớn tuổi rất là nhão, nó không còn giữ được nữa. Rồi bây giờ thì chú Maurice Thái đi bao nhiêu tiếng? 12 tiếng ạ. 12 tiếng thì bây giờ là do chú bị thoái hóa cái đốt L4, L5. Nó đang bị, chú đang bị nhức mỏi hay sao? Đang nhức mỏi ha. Thì bây giờ mình sẽ làm cho chú Thái. Rồi. Cảm ơn em đứng lên được rồi. Rồi, chú quay lại. Ngồi quay lại. Nhà Linh, Linh ơi. Rồi. Thì bài cơ bản đáng lẽ đúng nhất là các anh chị là phải khai thông bơm máu đầy đủ hết, mà đặc biệt là chú Thái mới xuống sân bay hay sao? Cũng xuống vài tiếng rồi. Xuống vài tiếng rồi ha. Vài tiếng. Rồi. Rồi, em quay cho anh một cái. Cầm giữ. Ok. Rồi, trong lúc đó vô lấy cho tôi cái đá, làm sẵn cho tôi hai cái đá, vừa gan vừa thận luôn. Ở trên bàn á, đem đi làm nóng cho tôi. Rồi, các anh chị sẽ thấy là gì? Bây giờ mình sẽ lấy một cái đá gan và một cái đá thận, mình đi làm nóng. Rồi, nhờ đi làm nóng. Trong lúc đó thì tôi sẽ lấy hai cái đá lạnh ra cái trường trước cho chúng tôi thái. Thì từ 7 giờ rồi tôi vừa cho một cái bài thường sinh hoạt nó vẫn cũng hàng ngày. Tôi nhờ một người cảm em dạ chú sao lên ảnh cho nó đẹp. Rồi em đưa tay vô. Rồi đứng đây, qua đây quay bên đây. Rồi đeo bàn tay vô. Rồi, ví dụ người ta đang bị đau lưng, vừa mới bị đau lưng tức thì ngay lập tức là đang đau cấp, thì hiện nay nó đang đau nhất, thì các anh chị lấy cái đá lạnh, các anh chị chườm ngay cái chỗ đau cho tôi. Đúng rồi, đúng không chú Thái? Ngay chỗ đó đang đau không? Dưới một chút nữa. Rồi, để lấy thêm một cái găng tay nữa. Ủa găng tay nữa đâu rồi? Có, lấy cái này một cái lạnh giữ nè đó. Một tay giữ ở đó, một cái giữ cho nó xuống chút đi, và một tay giữ trên đây ha. Người ta đang bị lạnh cấp thì đang bị đau cấp thì ngay lập tức là các anh chị chườm lạnh liền cho tôi ha, chườm lạnh ngay cái vùng cột sống đó. Rồi trong khi đó thì chúng ta ra ở phía trước, chúng ta làm cái phần gì, dây giữa cái ngón số 4 và ngón số 5. Các anh chị nhìn ở đây, khi mà anh chị thấy cái mạch máu của người ta, anh chị phải lắp qua hai bên.
ha, đẩy cái mạch máu qua hai bên. Rồi các anh chị để cái ngón cái nè, dây vô giữa, ha, chị dây vô 15 cho đến 20 cái. Rồi chú thấy thấy bên nào đau nhiều hơn? Bên nào? Bên này. Bên này đau nhiều hơn ha. Thì thường cái bên tay nào đau nhiều hơn thì cái lưng bên đó nó đang đau nhiều hơn, tại vì nó cùng cái đường dây thần kinh. Thế thì khi các anh chị mà kích vô như vậy á, nó sẽ tạo ra một cái xung thần kinh. Và các anh chị biết á, tại sao người ta bị liệt nửa người, tại vì nó cùng một cái đường dây thần kinh, cho nên là lưng, tay và chân. Các anh chị kích như thế này á, não nó sẽ nhận cái tín hiệu xung điện và nó làm gì, nó nhả cái thuốc giảm đau cho toàn bộ nửa người. Thành thử ra ai mà đang đau lưng đặc biệt đau cơ lưng, các anh chị cứ đè này ra, dây ha, dây từ 15 đến 20 cái ngay lập tức giảm đau tức thì ha. Sau khi dây xong rồi thì các anh chị bắt đầu bấm ngũ bội và tam tinh chân. Rồi thì bên đây đau nhiều hơn tôi sẽ ưu tiên bên đây. Rồi tôi nhờ một người nào mà khỏe khỏe ngồi phía sau lưng chú Thái giùm tôi cái, tại vì chú đang ngồi sơ vơ quá. Rồi giữ cho ai đó ngồi xoay lưng lại với chú Thái, ngồi xoay hoặc là giữ giữ Thái lưng lại, đúng rồi. Không tới lúc này chúng ta sẽ là gì? À, xoay cho nó mềm ra. Và các anh chị thấy là tùy vào từng trường hợp ha. Trường hợp này chú Thái bỏ chân ra đây luôn. Đó, ngồi dựa lên lưng. Đó, thả lỏng chân ra. Đó, thì các anh chị chuyển cho tôi. Còn khi mà các anh chị ngồi trên ghế á, nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên á, khi mà trong trường hợp mà không có, chúng ta cho ngồi. Các anh chị thấy là khi mà tôi để cái chân thẳng ra, chị lắc, chị thấy không? Tôi lắc là nó lên tới cái vùng gì? Vùng lưng luôn. Còn nếu như mà đang ngồi kiểu này á, mà các anh chị cong lên như thế này, thì các anh chị sẽ thấy là gì? Nếu tôi bấm thường là phần lớn nó lên tới cái phần gối thôi. Phần gối thôi. Cho nên các anh chị để cái chân thẳng ra một chút để cho nó lên luôn cái phần lưng. Đó. Thế thì bấm ngũ bội tâm tinh, các anh chị nhìn nè. Tôi bẻ cái ngũ bội thì những cái đường gân nó chạy thế này. Ha. Thì các anh chị để, các anh chị phải dùng cái ngón. Trong lúc cái chườm lạnh cái sau lưng á, thì cho người ta chườm nóng luôn cái vùng gan. À, lấy cái vùng gan bên phải chứ không đó. Đó. Thì ở phía sau chườm lạnh, phía trước chườm nóng, nó sẽ tạo ra sự đối luôn. Rồi các anh chị bắt đầu mới dùng cái ngón trỏ, các anh chị để ngay cái gì, ngay cái phần mà cái đường gân chân này nè, các anh chị ấn nhẹ vô, các anh chị bật ngang qua 1 2 3 4 5. Các anh chị bật giống như là bật cái dây đàn á, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ở mình thấy nghe sực 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 ha. Rồi chú Thái thấy năm ngón, ngón nào đau nhiều hơn nhất chú Thái? Chưa có thấy ngón nào đau nhiều hơn ngón nào ha. Cái ngón hơi đau hơn cái ngón kia. Ngón nào cũng đau nhiều. Chú có bị đau khớp gối không? Không thường chắc ngón có hơi cũng có bên này. À, các anh chị bấm mỗi ngón 5 lần và chúng ta bấm như vậy là 3 lượt. Bữa nay bà đang bài ung thư nhảy qua bài thần kinh 3 luôn. Thôi, chú Thái đang bị đau lưng, ưu tiên cho chú Thái luôn. À, rồi, tới cái phần tâm tinh. Thì các anh chị nhớ là cái phần tâm tinh á, các anh chị dùng cái ngón trỏ là ngón đỡ, cái ngón cái là ngón bấm. Cái tâm tinh á, thì chúng ta phải dùng ngón tay, ngón tay cái chúng ta tìm ngay cái đường gân. À, ví dụ cho bật 1 2 3, à nghe sực một cái rồi bấm 1 2 3 qua ngón giữa. Rồi ở phía trên lưng chú có cảm giác gì không? Chưa có cảm giác ha. Vậy là chú cái một phần đó là do mình chườm cái đá lạnh á, nó sẽ tê, nó sẽ tê ở trên đó, nó hơi giật ở đó. À,
35 kg. Rồi. Rồi, đây. Ta làm tiếp tục lặp lại cái quy trình như thế này ha. Các anh chị nếu mà các anh chị tập quen á, các anh chị có thể bấm bằng gì cả năm ngón tay. Các anh chị nhớ cái lúc mình bấm á, mình đừng có nhìn vô cái chỗ mình bấm, mà quan trọng là mình nhìn vào cái người mình được bấm á. À, chú Thái chắc là chú đào lắm cho nên là chú vô thật y luôn, làm luôn tại chỗ. Đào có xuống xuống đi đi, đi đứng là khó. Thằng em đây nó lại hỏi đúng cái chỗ đó. Thỏa mãn chưa? Yên tâm tới cái bài mà thần kinh tọa chỉ sẽ hướng dẫn luôn cho hai em cầm tay. Dạ. Quên đi hôm nay đâu, hôm nay mai mời sáng thì sẽ về bắt bài mới về. Chiều mới về không thấy tới. Hồi trưa kia là cái gì bấm kia thấy là cái cơ nó đầu cũng giật. Chân mình để giật nhiều hơn. Thầy Kiên ạ. Thầy Kiên ơi. Dạ vâng. Bữa sáng ông bảo là bữa nhờ thầy Bảy thấy ốm rồi, thầy Bảy thầy hẹn đến chiều mới đang bị đau tức ở chỗ cái vùng thắt. Chiều nay 6 giờ ạ? Không, thầy bỏ đầu giờ chiều nên chị không thể chạy tới. Người học lên trên lớp chưa sâu lên. Cái ông Út cái gì thấy bấm nó đầu cơ vậy? Đây nó cũng đau cái đầu gối. Cái tâm tình nó khó bấm lắm thầy. Cái tâm tình nó sẽ khó hơn so với cái ngũ bộ. Dạ. Nhưng mà các anh chị muốn giỏi á, các anh chị muốn giỏi thật ra nói chẳng có gì khó, bấm nhiều tự nhiên giỏi à. Dạ. Các anh chị bấm nhiều cái tay của anh chị có cảm giác chị tiền gân cơ á, dạ, nó tốt hơn người ta. Nhà tập bấm hoài sao bấm được. Tập cho bà chị, bấm cho bà chị bấm dữ lắm. Tại vì không được dùng móng, chỉ có dùng cái phần thịt thôi. À, các chị thấy là dùng cái phần thịt thôi, dạ, chứ không có dùng cái phần móng để bấm đâu nha. Nhưng dùng mà phải dùng là ngón cái. Rồi, làm xong cái gì đo lại. Chân của chú Thái bên chị lợt chút xíu như chú Thái. Chị lợt chân này cũng dài hơn. Thì chú Thái nói đúng á. Cái chân mà các chị nhớ tôi là cái chân nào mà nó dài hơn thì chân bên đó, cái lưng bên đó nó bị bệnh. Dạ. Tại vì đơn giản lắm, cái lưng bên đây nó bị đau cho nên là chú thường xuyên chú hơi nghiêng quanh đây thì chân này sẽ thành chân trụ và cái chân trụ này nó sẽ bị rút nó co lại cho nên chị phải làm một thời gian để gì cho nó đỡ ra. Rồi từ nãy giờ là cũng được rồi, bỏ cái phần lạnh ra, đá ra. Rồi bây giờ bắt đầu, sau khi bỏ cái phần đá lạnh ra ngay lập tức, rồi chú đứng dậy, mình đưa phần đá nóng lên rồi lùi lại chút xíu. Rồi à, đo từ dưới rốn lên bốn ngón tay dòng ra phía sau lưng nha, ngang ngang chỗ này. Rồi nằm xuống giữ đó, rồi cho nằm xuống hả. À, rồi có cái có một cái không cần luôn ha, có cái gối luôn. À, có cái băng đây đầy đủ rồi này luôn. Rồi, bây giờ sẽ tới cái phần ép gối trên giường. Các anh chị biết á, ép gối á, tốt nhất, cách tốt nhất là mình hướng dẫn cho người bệnh là. Chứ mình đừng có nhiều người thấy đè lên một cái, nó sẽ bị tổn thương cái vùng này. À, trong lúc đó vẫn không quên được. À, rồi, bây giờ đầu tiên mình ép gối vào đây, xong sau đó là gì? Đếm, kêu người ta hít sâu vô, xong sau đó ép lên, thở ra. Thở hết ra, thở hết ra. Rồi, thở hết ra, ở đầu ta nhả ra. Thì ở đâu là gì mình giữ lại một chút. Rồi, hít sâu vô. Rồi, thở hết ra. À, rồi. Thở hết ra. Rồi, hít sâu vô. 5. Thở hết ra. À, hít sâu vô. Thở hết ra. Đó. Rồi, hít sâu vô. Thở hết ra. Các anh chị biết á, cái động tác này á, chúng ta kẹp cái banh vào ở cái khoeo á, để gì? Để chúng ta ngăn cái máu nó xuống dưới chân. Và cái lượng máu dư đó, chúng ta sẽ ép vào gì? Ép vào cái phần lưng.
ha, và đặc biệt là phần khớp háng, phần lưng và gối tại chỗ. Rồi, ok. Thế thì khi chúng ta ép máu vào trong cái phần lưng á, đặc biệt cái phần lưng dưới á, thì ngay lập tức là gì, cái máu mới nó vô, nó đẩy ra, nó đẩy những cái tắc, những cái trệ ở trong cái gì, ứ trệ ở trong cái phần lưng ra. Và ngay lập tức là những cái người mà bị đau lưng á, rất là đau lưng cấp á, làm cái này xong là dễ chịu liền. À, các chị làm mỗi bên chân là 10. Các anh chị làm cái động tác này, mình là người hỗ trợ thôi nha, và mình giữ cho cái băng nó đừng rớt. À, và nếu gặp những cái người mà hơi mập hoặc là hơi yếu, chúng ta hỗ trợ thêm một chút xíu thôi. Cái này tốt nhất các anh chị để cho cái người bệnh tự làm, và đỡ gặp tai nạn nhất. Rồi, 10. Rồi, sau khi mà đủ cả hai chân thì các anh chị bỏ băng ra, à, và các anh chị để lên, và cái phần này ấy, thổi hết ra. Các anh chị phải làm sao cho cái thắt lưng dưới nó được giãn ra, nó phải nhõng lên, nó mới đạt tiêu chuẩn nha các anh chị. Để làm gì? Mình làm giãn cái thắt lưng dưới chúng ta, mình mới bơm máu vô mà, cho nên là giờ mình phải làm giãn ra. À, cái khăn chườm thận nó được con cái nó đẩy cái viên đá sang hai bên, cho nên cái cột sống thắt lưng nằm giữa, à, làm cái động tác này rất là đã, nó ấm ở phía dưới nè, hai à, anh chị bỏ cái ô giữa đi, à, rồi cái cuối cùng, rồi bây giờ nằm sấp lại, bỏ cái đó ra, à, rồi bây giờ tới cái động tác này gọi là xoay chân, ha, à, đây, rồi đầu tiên là các anh chị dùng cái khóa nhị môn, à, ở trong trường hợp này các anh chị sờ hai bên này, à, à, ở đây chắc nhờ chị đi, chị lấy hai cái tay chị dây như vậy giùm em coi, ở hai bên này, rồi cầm để ngay cái hai cái hõm này mình dây hai cái. Rồi chị có nhận xét gì? Chị thấy bên đây bên nó sẽ có một cái sợi gân nè, yeah, nó bị lợn, nó sực đúng, yeah, không, yeah, đó cho nên là tại sao cái lưng bên đó nó đau nhiều, ha, anh chị, nhất là mấy người thần kinh tọa, anh chị tìm hai cái lỗ hõm, anh chị có thể thử để hai tay anh chị dây qua dây lại, thì cái bên nào nó có cái sợi gân nó sực qua sực lại hoặc nó sưng to nó sực dữ luôn, nó so với bên này nó không có, nó rất là chắc, à, đó thì chính vì cái sợi đó á, để nghe sực bên này là sực sực, đúng rồi, thế cho nên là gì, chúng ta sẽ dùng cái khóa nhị môn để dây đó. Khi mà các anh chị dây nhị môn á, thường tôi thấy cứ để gì cái dây đại thôi, nhưng mà các anh chị dây lâu, các anh chị sẽ thấy mỗi lần dây á, chị thử cầm này chị dây mà chị nghe ở đây nó sực 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 dây ngang, nhớ dây ngang, à, thấy không, thấy không, nghe nghe cái sợi gân nó sực 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 không, là chính vì những cái sợi gân mà nó sai lệch như vậy nó mới làm cho người gây đau cho người ta, thì mình phải dây cái nhị môn một ha, dây 15 cho đến 20 cái. Cái nhị môn một nó sẽ làm mạnh cái phần dưới thắt lưng, ha, và đây là cái nhị môn hai, nhị môn hai nó sẽ làm mạnh cái phần lưng dưới. Cái này là của bài bên chuyên sâu nha, chứ yeah, còn bài thần kinh tọa là mình chỉ cần dây cái nhị môn một là đủ thôi, nhưng mà ưu tiên chú Thái mới từ bên Pháp qua đang mỏi mệt, mình làm, tôi làm luôn cái bài chuyên sâu cho chú, à, cái thứ ba, à, nhị môn ba, nhị môn ba nó làm mạnh cái lưng trên, à, mình phục hồi chức năng lưng cho chú luôn, và cái nhị môn bốn nó nằm ở ngay cái xương cùi, à, làm dây luôn 15 đến 20 cái. Sau khi dây xong thì ở đâu chúng ta khóa luôn 1 và 4 lại, ha, nhị môn 1 và nhị môn 4. Chúng ta làm cái phần này là của, không phải là của bài lớp căn bản nha, mà bài của lớp chuyên sâu. Ở tủ đây tôi thêm cái nhị môn nữa. Rồi,
ở lớp phim sau á, thì như mới nãy tôi nói á, là hai cái thân lưng của chú Thái thì yếu ha, sờ thấy mỏng mảnh yếu, thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái nhị môn nữa, chúng ta sẽ đẩy dọc theo cái chỗ này. Nhưng mà nếu mà ở nhà thì các anh chị phải có cái baby oil hoặc là cái vaseline á, bôi cho nó trơn. Ở đây thì cho tôi mượn một cái sao vô chưa, không phải nó không có được trơn, cứ lấy cái này vô vô trơn lắm nè. Nó rất là chơi, nó được ra đây. Đây, tôi để này. Tôi sẽ để ở đây cho nó ấm. À, tôi chảy lên đây. À, để chi? Khóa nhị môn 1, nhị môn 4 là khóa phần cổ gáy và phần dưới thắt lưng. Là tôi làm mạnh cái phần lưng bằng cái nhị môn. À, đã không chú Thái? Không thua gì. Các anh chị làm. À, không thua gì massage, cái gì thấy không, rất đơn giản. Cái khi mà các anh chị biết á, tại sao mà các anh chị ngủ á, mà anh chị nằm nhiều quá thì cái thằng nào nó mỏi đầu tiên? Lưng. Tại vì mình nằm nhiều quá, máu huyết ở phần lưng nó không lưu thông và nó gây ra mỏi lưng, nhức lưng. Cho nên là những người bị đau lưng, bác sĩ người ta không khuyên ta nằm nhiều đâu, mà phải là vận động nhẹ. Vận động nhẹ. Thế thì ở đây là các anh chị thấy là gì, mình khóa nhị môn 1, nhị môn 4, mình dây cái máu huyết ở giữa cho nó lưu thông, à, nó làm mạnh cái phần này, làm ấm lên là ok. Rồi tốt nữa các anh chị dây thêm cho tôi cái bả vai. À, gặp cái người nào á mà thịt cứng quá, bụng đứt, đặc biệt là người liệt á, thì các anh chị dùng cái đũa, các anh chị dây, à, dùng cái đũa này dây cũng được nè. Đó, đó là người liệt ấy nha. À, còn đối với chú Thái thì ngon rồi. Cho nên ví dụ như ở cái phần thắt lưng này, à, cái phần bả vai nè, à, cho nên là nằm lâu bị mỏi bả vai. Cái phần bả vai này mình có làm mạnh không thầy? Không, à, mình chỉ đẩy dọc theo bả vai. Cái gì nên nhớ nè, ở cái thôi hả? Cái bả vai của mình á, máu rất là nhiều, cho nên cái gì thấy cạo gió không? Cạo gió ta hay cạo ngay bả vai á, nó nhẹ liền à. Nhưng mà người ta không biết là khi mà cạo gió như vậy nó làm vỡ mau mạch. Người ta cũng kêu là gió kìa, không phải đâu, mau mạch nó bị vỡ. Thì chúng ta là gì, chỉ cần một dây dọc cái này là cho máu huyết nó lưu thông phần này là ổn ha. Cái bài này là của lớp chuyên sâu, cái này là phục hồi vùng cái thắt lưng, a à, vùng lưng, cột sống thắt lưng, bảo đảm mà máu huyết lưu thông là nhẹ liền. À, sau khi chúng ta làm xong cái phần đó rồi, ta bỏ qua. À, lúc này chúng ta bắt đầu làm phần xoay chân. À, lúc này tôi chỉ cần khóa cái nhị môn 1 là đủ. À, và tôi để cái chân cái chú lên. Thì các chị thấy nè, khi mà tôi chưa có làm nó bị cứng. À, à, chị thử ép cái chân thử. Cứng. À, nó cứng, nó rất là cứng. Thế thì đầu tiên chị mà chọn ngay giữa mông nè. À, các chị dây. Bây giờ tôi đã chọn cho chị. À, chị đòi nè. Là ngay. Thế giờ chị cầm này, chị dây qua dây lại rồi chị cho tôi biết là chị thấy gì. Nhớ dây qua dây lại. Cứng. Không, à, nó có một cái sợi gân. Giống như là cái gì? Cái sợi á. Chính là cái chánh vị biết thần kinh tọa, tọa là cái chỗ ngồi mà. Cái thần kinh tọa, cái sợi dây này nè. Đó. Thì dây nó rất là đã. Chứ không phải đè vô, thấy nhiều người dây vô xây. Giống như là dây rồi. Không, cái chị dây đúng như cái sợi đó nó đã rồi. À. Đó, cái gì khóa nhị môn 1 rồi. Thật ra khóa nhị môn này là khóa cái dây thần kinh đuôi ngựa. À, nguyên vàng đuôi ngựa chạy đây nè. Chạy xuống dọc xuống tới đây luôn. Đó. Rồi, nhớ lúc làm phải lâu lâu phải hỏi bệnh nhân. Thế sao chú Thái? Thì cũng được. À, tại vì anh chị làm á, anh chị phải hỏi bệnh nhân liên tục nha. Chứ không phải là cắm đầu làm xong sau đó là mình không biết, mình không có học được gì hết. Rồi, kế tiếp là cánh chị dây dọc theo cái cơ đùi ngoài. Đó. Rồi. Cuối cùng là các anh chị dây cái phần khoeo. Thì các anh chị sờ thử nè. Hai cái khoeo chân nè. Thì cái khoeo chân bên đây nó cứng hơn. Sờ phải sờ lúc hai bên. À, các anh chị phải dây làm sao cho hai cái khoeo nó đều ra là được. Rồi. Khi mà dây khoeo bằng cái đũa thì các anh chị nên dây bằng cái đầu lớn cho nó đỡ đau. Cái gì dây bằng cái đầu nhỏ rất là đau.
dây dừa thôi chứ đâu có phải nặng tay hết. À không, các anh chị dây ngang cho cái sợi gân nó gì nó giãn ra ha. Dạ. À, dây đều để cho nó giãn ra. Rồi, kế tiếp là gì? Các anh chị dạ, bắt đầu này. Luôn luôn là chúng ta nên ngồi ở cái bên cái chân được làm ha. Rồi anh chị và ép cái chân vô cái gì mông đối diện ha. Ép nhẹ nhàng vô ha. Kéo qua ha. Kéo qua ha. Kéo qua. Kéo qua. Từ từ chúng ta bắt đầu ép vô ha. Cái bài tập này nó sẽ làm mạnh khớp gối. Là gì? Chân cũng giống như phần lưng. Đây, bây giờ chị thử đặt tay lên đi. Chị thử đặt tay lên đây, đặt tay lên cột sống, đặt tay nha, nhìn nha. Chị thấy gì? Cái cột sống nó chuyển động, đúng không? Nó sẽ là gì? Làm cái cột sống được cái thư giãn. Chứ không phải là chúng ta làm này là chỉ có thấy không, nó còn làm mạnh cái phần cột sống nữa. Thấy rõ không? Thấy rõ. Cho nên là tại sao chúng ta cần phải làm. Đó, lấy đặt tạo lên. À, mỗi lần ép về cái cột sống nó chuyển động vậy. À, cho nên tại sao bài này nó tác động được vào cái phần cột sống. À, qua bên đây làm tiếp y chang vậy ha. Các anh chị á, nếu mà mình không có tay á thì mình để đây, để quần ở đây à, nó cũng khóa được giùm mình. Các anh chị nhớ nha, không phải các anh chị làm cho người ta đau là người ta hết bệnh, mà là các anh chị phải làm đúng cái chỗ đó, không phải tự dưng mà giữa mông đâu nha. Mình phải dây, mình phải nghe ở dưới tay mình nghe sực 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 sực, mình dây đúng cái phần lưng cơ. Rồi, làm giãn cái cơ đùi ngoài. Đúng chỗ, quan trọng nhất là phải đúng chỗ. À, rồi thả lỏng chân chút, rồi ép nhẹ qua đây. À, qua này nó đang hơi khó xuống này. Qua cái gì vừa làm cái gì vừa quan sát thì vừa thấy cái gì thấy cột sống nó chuyển động không? Dạ, chuyển động. Đó, qua. Qua. Ồ, cái gót chân chú làm xước cái quần lụa của chú rồi. Chú thấy có cái quần dễ thương ghê luôn. Dạ, phải thấm một cái vậy. Nó mắc. Đúng rồi. Qua xuống nóng phải vậy. Cái nhàn con dâu chứ. À, vậy này chứng tỏ là mới đi Thái về nè. Không, về Việt Nam tranh thủ ghé qua Thái Lan hoặc Lào, đất nước Nga thất voi. Các anh chị sẽ làm gì? Đẩy chị ép vô từ từ, xong sau đó chị đẩy vào cái mông này ba cái. Bên đây ba cái à, cứ đẩy vô, rồi bắt đầu anh chị thấy là gì ép vô được rồi đó. Rồi, xong sau đó anh chị thả ra à, và ép chân người ta lại à. Rồi, xong sau đó đẩy vào cái mông. 1, 2, 3, để chi cho cái cột sống này sắp xếp lại. Tuy nhiên đối với những người bị cái địa đạo mà nó bị có vấn đề á, thì các anh chị có thể bỏ qua bước này. Các anh chị có thể bỏ qua bước này. Đối với những người bị chấn thương cột sống nặng chẳng hạn, thì các anh chị có thể bỏ qua bước này. Rồi, con làm chậm đà. Phát, làm đi chút thay. Rồi, bây giờ đề nghị một người sờ vào cái cột sắt ngay cái chỗ là 4 là 5 này của chú. Mới nãy ai sờ ban đầu đâu? Chị, giờ chị sờ lại coi. Khác nhiều lắm chị. Nó không có lồi. Hồi nãy nó lồi. Nãy nó lồi lên, nó gồ lên cao, bây giờ nó sẹp xuống rồi. À, giờ nó thẳng. Dạ. Rồi. Dạ, giờ nó bằng rồi. Nó bằng. Nãy là nó lồi lên. Nó thẳng liền. Nó thẳng liền ha. Thẳng liền. Đó. Tại vì cái tập chỉ liên tâm về cái động thao tác mình nó hay chỗ đó. Các anh chị nhớ nha, các anh chị phải kiểm tra trước và sau khi làm. Đúng. Bây giờ à, nó sẹp. Rồi chị cho biết là hồi đầu nó sao, bây giờ nó sao? Hồi đầu thì nó lòi, nó vô lên cao.
Rồi bây giờ là nó trở lại bình thường rồi, nó thẳng lại. Bên đây nó lõm vô nhiều hơn. Hai bên đây nó lõm à. Hai bên lõm nhưng mà ở chỗ này á thì nó vô lên cao. Một lát mình coi lên hình đó, xương sống này nó sẽ nhô lên. Đúng rồi. Hai cái đường thanh của nó, cái cơ lưng của nó sẽ lõm xuống. Chính xác. Mà sau khi mình đã đưa vào rồi thì nó sẽ bão hòa. Giờ nó là bình thường trở lại. Rồi, chú Thái. Thầy kia nào không giúp mình muốn không? Bây giờ tôi là nó còn đặc biệt chứ là thầy giáo này, thầy giáo kia này tiếp xài luôn. Dạ, khoan từ rồi. Trước đó thì đau lắm, bây giờ thì tôi nó hai ba mấy là nó quá khó một chân nhờ thầy kia. Rồi các chị cho chú Thái một tràng pháo tay. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ coi như lúc như thanh niên còn hơn thanh niên hồi nãy, bây giờ nó phẳng rồi. Bây giờ nó phẳng rồi. Ngồi lên ngồi xuống là hết đau rồi. Rồi còn sống phẳng, ok các anh chị. Rồi. Theo cái hiệu biết giúp một chỗ luôn đó mà. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.